Cô chào các em. Chào mừng các em đã đến với kênh lớp cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 4 trong quyển sách toán tập 2 bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 78 Ôn tập cuối năm, tiết 2. Ôn tập phân số và các phép tính. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 76. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện các bài tập có ở phần luyện tập Bài tập luyện tập số 1 Chọn ý trả lời đúng Câu A 4 phần 7 của hình chữ nhật đã được tô màu có nghĩa là Ở đây chúng ta có 4 ý trả lời và chúng ta sẽ chọn ra ý trả lời đúng Ý A lớn Chia hình chữ nhật thành 7 phần tô màu 4 phần Ý B lớn Chia hình chữ nhật thành 7 phần bằng nhau tô màu 4 phần Ý C lớn Chia hình chữ nhật thành 4 phần tô màu 7 phần Ý D lớn chia hình chữ nhật thành 4 phần bằng nhau, tô màu 7 phần. Và trong 4 ý trả lời này, ý trả lời đúng và đầy đủ nhất, đó chính là ý B lớn. 4 phần 7 của hình chữ nhật được tô màu có nghĩa là chia hình chữ nhật thành 7 phần bằng nhau, tô màu 4 phần. Tiếp tục, câu B. Phân số 6 phần 8 bằng phân số nào dưới đây? Dựa vào tính chất của phân số thì chúng ta thấy rằng phân số 6 phần 8 sẽ bằng với phân số 12 phần 16. Chúng ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của 6 phần 8 cùng nhân cho 2. Chúng ta sẽ được phân số bằng với 6 phần 8 là 12 phần 16. Như vậy, chúng ta sẽ chọn ý trả lời đúng cho câu B, đó là ý B lớn. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập luyện tập số 2. Viết một phân số A bé hơn 1, B lớn hơn 1, C bằng 1 một phân số có tử số bé hơn mẫu số thì phân số đó sẽ bé hơn 1. Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. Phân số có tử số bằng với mẫu số thì phân số đó sẽ bằng 1. Như vậy, ở câu A, cô sẽ viết phân số bé hơn 1 là 7 phần 9. Câu B, phân số lớn hơn 1 là 11 phần 5. Câu C, phân số bằng 1 là 9 phần 9 tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang bài tập luyện tập số 3. Sắp xếp các số 7 phần 6, 2 phần 3, 3 phần 2, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn. Để giải được bài tập này thì chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu số 3 phân số này với mẫu số chung là 6 và viết 1 dưới dạng phân số là 6 phần 6. Sau đó so sánh các phân số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy, chúng ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của 2 phần 3 cùng nhân cho 2. Chúng ta sẽ được phân số bằng với nó là 4 phần 6. 2 phần 3 bằng 4 phần 6. Tiếp tục, chúng ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của 3 phần 2 cùng nhân cho 3. Chúng ta sẽ được phân số bằng với nó là 9 phần 6. 3 phần 2 bằng 9 phần 6. Tiếp tục, chúng ta sẽ viết 1 dưới dạng phân số là 6 phần 6. Mà 4 phần 6 thì bé hơn 6 phần 6 6 phần 6 thì lại bé hơn 7 phần 6 7 phần 6 thì bé hơn 9 phần 6 Mà 4 phần 6 thì bằng 2 phần 3 6 phần 6 thì bằng 1 9 phần 6 thì bằng 3 phần 2 Như vậy, sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn ta được 2 phần 3, 1, 7 phần 6, 3 phần 2 Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập luyện tập số 4. Tính câu A. 5 phần 14 cộng 1 phần 7. Đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Để thực hiện, chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu số hai phân số. Như vậy, quy đồng mẫu số hai phân số 5 phần 14 và 1 phần 7 ta được 5 phần 14 và 2 phần 14. Sau đó chúng ta sẽ lấy 5 phần 14 cộng 2 phần 14 bằng 7 phần 14. 7 phần 14 chúng ta sẽ rút gọn lại thành 1 phần 2 bằng cách lấy cả tử số và mẫu số cùng chia cho 7. Tử số là 7 chia cho 7 được 1, mẫu số là 14 chia cho 7 được 2. Như vậy 7 phần 14 bằng 1 phần 2. Tiếp tục 1 phần 2 trừ 1 phần 6. Đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số. Chúng ta cũng đi quy đồng mẫu số hai phân số này. Như vậy, quy đồng mẫu số 2 phân số 1 phần 2 và 1 phần 6 với mẫu số chung là 6 bởi vì 6 chia hết cho 2, ta được 3 phần 6 và 1 phần 6. Như vậy, 1 phần 2 trừ 1 phần 6 sẽ bằng 3 phần 6 trừ 1 phần 6. Chúng ta sẽ trừ các tử số với nhau, mẫu số thì giữ nguyên. Ta có 3 trừ 1 được 2, mẫu số là 6 giữ lại. Như vậy, 3 phần 6 trừ 1 phần 6 bằng 2 phần 6. 2 phần 6 chúng ta sẽ rút gọn về phân số tối giản bằng cách lấy cả tử số và mẫu số cùng chia cho 2. Tử số là 2 chia cho 2 được 1, mẫu số là 6 chia cho 2 được 3. Như vậy 2 phần 6 bằng 1 phần 3. Tiếp tục 5 phần 12 trừ 1 phần 4. Chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu số hai phân số này với mẫu số chung là 12. Như vậy chúng ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của 1 phần 4 cùng nhân cho 3 chúng ta sẽ được phân số bằng với nó là 3 phần 12. Quy đồng mẫu số 2 phân số 5 phần 12 và 1 phần 4, ta được 5 phần 12 và 3 phần 12. Như vậy, 5 phần 12 trừ 1 phần 4 bằng 5 phần 12 trừ 3 phần 12 bằng 2 phần 12. 2 phần 12 chúng ta sẽ rút gọn thành phân số tối giản là 1 phần 6 bằng cách lấy cả tử số và mẫu số cùng chia cho 2. Tử số là 2 chia cho 2 được 1 mẫu số là 12 chia cho 2 được 6. Như vậy 2 phần 12 bằng 1 phần 6. Tiếp tục 26 phần 35 cộng 2 phần 5. Chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu số 2 phân số này. Chúng ta sẽ chọn mẫu số chung là 35 bởi vì 35 chia hết cho 5. Như vậy chúng ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của 2 phần 5 cùng nhân cho 7. Chúng ta sẽ được phân số bằng với 2 phần 5 mà có mẫu số là 35, đó là 14 phần 35. Như vậy quy đồng mẫu số 2 phân số 26 phần 35 và 2 phần 5 ta được 26 phần 35 và 14 phần 35. 26 phần 35 cộng 14 phần 35 bằng 40 phần 35. Sau đó chúng ta sẽ rút gọn phân số này về phân số tối giản bằng cách lấy cả tử số và mẫu số cùng chia cho 5. Tử số là 40 chia cho 5 được 8, mẫu số là 35 chia cho 5 được 7. Như vậy, 40 phần 35 bằng 8 phần 7. Tiếp tục, câu B. 4 phần 21 nhân cho 9 phần 8. Đây là phép nhân hai phân số, thì chúng ta sẽ nhân tử số với tử số, nhân mẫu số với mẫu số. Như vậy, tử số chúng ta sẽ lấy 4 nhân cho 9, mẫu số chúng ta sẽ lấy 21 nhân cho 8. Cô có 4 nhân cho 9, cô sẽ viết thành 4 nhân cho 3, nhân cho 3, bởi vì 9 sẽ bằng 3 nhân cho 3. 21 nhân cho 8 cô sẽ viết thành 7 nhân cho 3 nhân cho 4 nhân cho 2 bởi vì 21 sẽ bằng 7 nhân cho 3, 8 sẽ bằng 4 nhân cho 2, được chưa nào? Lúc này chúng ta thấy rằng tích ở trên tử số và tích ở dưới mẫu số có các thừa số chung, chúng ta sẽ đơn giản chúng đi. 4 đơn giản với 4, 3 đơn giản với 3. Như vậy lúc này trên tử số chúng ta còn lại 3 ở dưới mẫu số thì chúng ta còn lại 7 nhân cho 2 được 14. Chúng ta sẽ được phân số là 3/14. Tiếp tục 1/8 nhân cho 2. Đây là phép nhân một phân số với một số tự nhiên. Như vậy chúng ta sẽ lấy số tự nhiên nhân với tử số của phân số còn mẫu số thì giữ lại. Như vậy 2 nhân cho 1 được 2, mẫu số là 8 giữ lại. Chúng ta sẽ được kết quả là 2/8. 2/8 chúng ta sẽ rút gọn thành phân số tối giản bằng cách lấy cả tử số và mẫu số cùng chia cho 2. Tử số là 2 chia cho 2 được 1, mẫu số là 8 chia cho 2 được 4. Như vậy, 2 phần 8 bằng 1 phần 4. Tiếp tục, 2 phần 3 chia cho 1 phần 12. Đây là phép chia hai phân số, thì chúng ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với đảo ngược của phân số thứ hai. Như vậy, 2 phần 3 chia cho 1 phần 12 bằng 2 phần 3 nhân cho 12 phần 1. Đây là phép nhân hai phân số, như vậy chúng ta sẽ lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số, chúng ta sẽ được kết quả là 24 phần 3. 24 phần 3 sẽ bằng 24 chia cho 3. 24 chia cho 3 thì chúng ta sẽ được kết quả là 8. Tiếp tục, 18 phần 27 chia cho 1. Một số mà chia cho 1 thì kết quả sẽ bằng chính số đó như vậy 18 phần 27 chia cho 1 thì sẽ bằng 18 phần 27, 18 phần 27 chúng ta sẽ rút gọn thành phân số tối giản bằng cách lấy cả tử số và mẫu số cùng chia cho 9, 18 chia cho 9 được 2, 27 chia cho 9 được 3, như vậy 18 phần 27 bằng 2 phần 3. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang bài tập luyện tập số 5. Câu a, 3 phần 8 trừ cho mấy được không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ đi tìm số trừ. Muốn tìm số trừ, ta sẽ lấy số bị trừ, trừ đi cho hiệu. Tức là chúng ta sẽ lấy 3 phần 8 trừ cho 0 bằng 3 phần 8. Do đó ở dấu hỏi chấm này chúng ta sẽ điền phân số là 3 phần 8. Câu B, mấy nhân cho 2 phần 9 bằng 2. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đi tìm thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta sẽ lấy tích chia cho thừa số kia. Như vậy, chúng ta sẽ lấy 2 chia cho 2 phần 9. 2 sẽ bằng 2 phần 1. Như vậy, 2 chia cho 2 phần 9 thì sẽ bằng 2 phần 1 chia 2 phần 9. Chúng ta sẽ lấy phân số thứ nhất là 2 phần 1, tức là 2, nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai là 9 phần 2. Như vậy, 2 chia cho 2 phần 9 sẽ bằng 2 nhân cho 9 phần 2 bằng 18 phần 2. 18 phần 2 sẽ bằng 18 chia cho 2. 18 chia cho 2 sẽ bằng 9. Do đó, ở dấu hỏi chấm này chúng ta sẽ điền số 9. Tiếp tục, câu C, máy chia cho 15 phần 17 bằng 0. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đi tìm số bị chia. Muốn tìm số bị chia, ta sẽ lấy thương nhân với số chia. Tức là chúng ta sẽ lấy 0 nhân với 15 phần 17, chúng ta sẽ được kết quả là 0. Do đó, ở dấu hỏi chấm này chúng ta sẽ điền số 0. Tiếp tục, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập luyện tập số 6. Câu A, mở ngoặc 3 phần 4, cộng 2 phần 8, đóng ngoặc nhân cho 17 phần 8. Với biểu thức có chứa dấu ngoặc thì chúng ta sẽ thực hiện tính giá trị ở trong ngoặc trước. Chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu số 2 phân số là 3 phần 4 và 2 phần 8 với mẫu số chung là 8. Như vậy, chúng ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của 3 phần 4 cùng nhân cho 2, chúng ta sẽ được phân số bằng với nó là 6 phần 8. Như vậy, 3 phần 4 bằng 6 phần 8. 3 phần 4 cộng 2 phần 8 sẽ bằng 6 phần 8 cộng 2 phần 8. Được chưa nào? 6 phần 8 cộng 2 phần 8 sẽ bằng 8 phần 8. Sau đó chúng ta sẽ lấy 8 phần 8 nhân cho 17 phần 18. 8 phần 8 thì sẽ bằng 1. 1 nhân cho 17 phần 18 bằng 17 phần 18 tiếp tục câu B. 3 phần 2 nhân 5 phần 8 trừ 1 phần 2 nhân 5 phần 8. Chúng ta thấy rằng đây là hiệu của hai tích và hai tích này đều có thừa số chung là 5 phần 8. Như vậy chúng ta sẽ lấy thừa số chung là 5 phần 8 nhân cho hiệu của các thừa số còn lại. Như vậy 3 phần 2 nhân 5 phần 8 trừ 1 phần 2 nhân 5 phần 8 sẽ bằng 5 phần 8 nhân mở ngoặt 3 phần 2 trừ 1 phần 2 đóng ngoặc. Chúng ta sẽ thực hiện tính giá trị ở trong ngoặc trước. 3 phần 2 trừ 1 phần 2 bằng 2 phần 2. Sau đó lấy 5 phần 8 nhân cho 2 phần 2. Cô có 2 phần 2 thì sẽ bằng 1. Như vậy 5 phần 8 nhân 2 phần 2 bằng 5 phần 8 nhân cho 1. Chúng ta sẽ được kết quả là 5 phần 8. Tiếp tục, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập luyện tập số 7 buổi sáng và buổi chiều Vân uống 2 lít nước. Biết buổi chiều Vân uống nhiều hơn buổi sáng 1 phần 4 lít nước. Hỏi mỗi buổi Vân uống bao nhiêu lít nước. Rồi, để giải được bài tập này thì các em sẽ áp dụng cho cô công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Tổng là 2 lít, hiệu là 1 phần 4 lít. Số lớn là số lít nước uống buổi chiều, số bé là số lít nước uống buổi sáng. Và ở bài tập này chúng ta có hai cách giải. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm số lớn trước bằng cách lấy tổng cộng cho hiệu rồi chia cho 2. Sau đó chúng ta mới đi tìm số bé bằng cách lấy số lớn trừ đi cho hiệu là 1 phần 4. Cách thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm số bé trước bằng cách lấy tổng trừ đi cho hiệu rồi chia cho 2. Sau đó chúng ta mới đi tìm số lớn bằng cách lấy số bé cộng cho hiệu là 1 phần 4. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em trình bày bài giải ra như sau. Ở cách thứ nhất, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm số lớn là đi tìm số lít nước vân uống buổi chiều. Chúng ta sẽ đặt lời giải là số lít nước vân uống buổi chiều là Chúng ta sẽ lấy tổng cộng cho hiệu rồi chia cho 2, tức là chúng ta sẽ lấy 2 cộng cho 1 phần 4 rồi chia cho 2. 2, cô sẽ viết dưới dạng phân số là 8 phần 4. Như vậy 2 cộng cho 1 phần 4 sẽ bằng 8 phần 4 cộng cho 1 phần 4. 8 phần 4 cộng cho 1 phần 4 bằng 9 phần 4. Sau đó cô sẽ lấy 9 phần 4 chia cho 2. 2 tức là 2 phần 1. Như vậy chúng ta sẽ lấy phân số thứ nhất là 9 phần 4 nhân với đảo ngược của phân số thứ hai Phân số thứ hai là 2 phần 1. Đảo ngược của 2 phần 1 là 1 phần 2. Như vậy 9 phần 4 chia cho 2 bằng 9 phần 4 nhân cho 1 phần 2. Chúng ta sẽ thực hiện lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. 9 nhân cho 1 được 9, 4 nhân cho 2 được 8. Chúng ta sẽ được kết quả là 9 phần 8, đơn vị là lít. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm số bé là số lít nước văn uống buổi sáng. Chúng ta sẽ đặt lời giải là số lít nước văn uống buổi sáng là Chúng ta sẽ lấy số lít nước văn uống buổi chiều là 9 phần 8 lít trừ đi cho 1 phần 4 lít. Tức là chúng ta sẽ thực hiện phép trừ 2 phần 6, 9 phần 8 trừ cho 1 phần 4. Chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu số 2 phân số này với mẫu số chung là 8, bởi vì 8 chia hết cho 4. Như vậy, chúng ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của 1 phần 4 cùng nhân cho 2, chúng ta sẽ được phân số bằng với nó là 2 phần 8. 9 phần 8 trừ 1 phần 4 bằng 9 phần 8 trừ 2 phần 8 bằng 7 phần 8, đơn vị là lít. Cuối cùng, chúng ta sẽ viết đáp số là buổi chiều 9 phần 8 lít, buổi sáng 7 phần 8 lít. Tiếp tục, ở cách thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm số bé trước. Chúng ta sẽ đặt lời giải như sau, số lít nước văn uống buổi sáng là chúng ta sẽ lấy tổng trừ cho hiệu rồi chia cho 2, tức là chúng ta sẽ lấy 2 trừ cho 1 phần 4 rồi chia cho 2. 2 chúng ta sẽ viết dưới dạng phân số là 8 phần 4. Như vậy 2 trừ cho 1 phần 4 bằng 8 phần 4 trừ 1 phần 4 bằng 7 phần 4. Sau đó chúng ta sẽ lấy 7 phần 4 chia cho 2. Chúng ta sẽ lấy phân số thứ nhất là 7 phần 4 nhân với nghịch đảo của phân số thứ hai Phân số thứ hai là 2 phần 1, nghịch đảo của 2 phần 1 là 1 phần 2. Như vậy 7 phần 4 chia cho 2 bằng 7 phần 4 nhân 1 phần 2 bằng 7 phần 8, đơn vị là lít. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm số lớn. Chúng ta sẽ đặt lời giải như sau. Số lít nước văn uống buổi chiều là Chúng ta sẽ lấy số lít nước văn uống buổi sáng là 7 phần 8 lít cộng cho 1 phần 4 lít. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện phép cộng hai phân số là 7 phần 8 cộng 1 phần 4. Chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu số hai phân số này với mẫu số chung là 8. Như vậy chúng ta sẽ lấy cả tử số và mẫu số của 1 phần 4 cùng nhân cho 2 chúng ta sẽ được phân số bằng với nó là 2 phần 8. 7 phần 8 cộng 1 phần 4 bằng 7 phần 8 cộng 2 phần 8 bằng 9 phần 8, đơn vị là lít. Cuối cùng, chúng ta sẽ viết đáp số là buổi chiều 9 phần 8 lít, buổi sáng 7 phần 8 lít. Tiếp tục, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập luyện tập số 8. Câu nào đúng, câu nào sai Toàn bộ học sinh lớp 4D trong bức tranh dưới đây đã tham dự ngày hội làm việc tốt. Câu A, lớp 4D có tất cả 32 học sinh. Rồi, quan sát bức tranh này thì cô đếm được trong tranh có tất cả là 32 học sinh. Như vậy, câu A là câu đúng. Câu B, 1 phần 4 số học sinh lớp 4D tham gia trồng cây xanh. Quan sát bức tranh thì cô thấy rằng các bạn học sinh tham gia trồng cây xanh có 9 bạn mà câu B nói rằng 1 phần 4 số học sinh lớp 4G tham gia trồng cây xanh là câu sai. Bởi vì 1 phần 4 số học sinh lớp 4G tức là 1 phần 4 của 32. Như vậy lúc này chúng ta sẽ đi tìm phân số của một số. Mà muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số đã cho. Như vậy, 1 phần 4 của 32, tức là chúng ta sẽ lấy 1 phần 4 nhân cho 32. 1 phần 4 nhân cho 32 sẽ bằng 32 phần 4. 32 phần 4 bằng 32 chia cho 4, chúng ta sẽ được kết quả là 8. Như vậy 1 phần 4 số học sinh lớp 4 d tức là 8 học sinh, mà trong bức tranh thì lại có 9 học sinh tham gia trồng cây. Như vậy, câu B nói rằng 1 phần 4 số học sinh lớp 4 d tham gia trồng cây, đây là câu sai. Tiếp tục, câu C, một nửa số học sinh lớp 4 d làm vệ sinh môi trường, một nửa tức là 1 phần 2. Mà quan sát bức tranh thì chúng ta thấy rằng trong tranh có 17 bạn làm vệ sinh môi trường. Một nửa số học sinh lớp 4 d tức là 1 phần 2 của 32. Chúng ta sẽ lấy 1 phần 2 nhân cho 32 bằng 32 phần 2. 32 phần 2 bằng 32 chia cho 2 chúng ta sẽ được kết quả là 16 học sinh. Mà trong bức tranh thì lại có 17 bạn làm vệ sinh môi trường. Như vậy câu C nói rằng một nửa số học sinh lớp 4D làm vệ sinh môi trường. Đây là câu sai. Tiếp tục, câu D. Số học sinh trồng cây gấp 3 phần 2 lần số học sinh chăm sóc người già. Quan sát thì chúng ta thấy rằng số học sinh trồng cây là 9 học sinh. Số học sinh chăm sóc người già là 6 học sinh. Như vậy, phân số chỉ số học sinh trồng cây so với số học sinh chăm sóc người già sẽ là 9 phần 6 mà 9 phần 6 chúng ta có thể rút gọn lại thành phân số tối giản bằng cách lấy cả tử số và mẫu số cùng chia cho 3, chúng ta sẽ được phân số tối giản là 3 phần 2. 9 phần 6 sẽ bằng với 3 phần 2. Do đó câu dê nói rằng số học sinh trồng cây gấp 3 phần 2 lần số học sinh chăm sóc người già. Đây là câu đúng. Tiếp tục, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập có ở phần thử thách như sau. Bạn tí pha được một cốc nước chanh đầy, tí uống một hơi hết 1 phần 3 cốc nước chanh. Thấy ngọt quá, tí pha thêm nước cho đầy cốc rồi uống 2 phần 3 cốc. Thấy vẫn còn ngọt, tí lại pha thêm nước cho đầy cốc rồi uống cạn. Tính lượng nước bạn tí đã pha thêm vào cốc nước chanh. Như vậy, để giải được bài toán này thì đầu tiên chúng ta phải tìm được lượng nước bạn tí pha thêm vào cốc nước lần thứ nhất sau đó đi tìm lượng nước tí pha thêm vào cốc nước lần thứ hai. Cuối cùng chúng ta sẽ tính được tổng lượng nước tí đã pha thêm vào cốc bằng cách lấy lượng nước pha thêm vào cốc lần thứ nhất cộng với lượng nước pha thêm vào cốc lần thứ hai. Được chưa nào? Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em trình bày bài giải như sau. Lần thứ nhất, tí uống 1 phần 3 cốc nước chanh rồi pha thêm nước cho đầy cốc nên lượng nước pha thêm sẽ là 1 phần 3 cốc. Lần thứ hai, tí uống 2 phần 3 cốc nước chanh rồi pha thêm nước cho đầy cốc nên lượng nước pha thêm sẽ là 2 phần 3 cốc. Như vậy, lượng nước bạn tí đã pha thêm là 1 phần 3 cộng cho 2 phần 3 bằng 3 phần 3. 3 phần 3 bằng 3 chia cho 3 bằng 1, đơn vị là cốc. Như vậy, đáp số của chúng ta sẽ là 1 cốc, có nghĩa là lượng nước bạn tí đã pha thêm vào cốc nước chanh là 1 cốc rồi cuối cùng cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện bài tập có ở hoạt động thực tế viết phân số tối giản chỉ số học sinh dưới đây trong lớp em a số học sinh nữ b số học sinh nam c số đội viên đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh như vậy để giải được bài toán này thì ở câu a phân số chỉ số học sinh nữ sẽ có tử số là số học sinh nữ mẫu số là tổng số học sinh trong lớp nếu phân số chưa tối giản thì chúng ta sẽ rút gọn phân số về phân số tối giản. Tương tự như vậy, phân số chỉ số học sinh nam có tử số là số học sinh nam, mẫu số là tổng số học sinh trong lớp. Nếu phân số chưa tối giản thì chúng ta sẽ rút gọn phân số thành phân số tối giản. Câu C, phân số chỉ số đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có tử số là số đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong lớp, mẫu số là tổng số học sinh trong lớp. Nếu phân số chưa tối giản thì chúng ta sẽ rút gọn phân số thành phân số tối giản. Rồi, cô ví dụ như sau. Lớp em có tất cả là 40 bạn. Trong đó số bạn nữ là 18 bạn, số bạn nam là 22 bạn, số bạn là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là 23 bạn. Như vậy phân số chỉ số học sinh nữ sẽ là 18 phần 40, mà 18 phần 40 chúng ta sẽ rút gọn thành phân số tối giản bằng cách lấy cả tử số và mẫu số cùng chia cho 2. Chúng ta sẽ được phân số tối giản bằng với 18 phần 40 là 9 phần 20. Như vậy, phân số tối giản chỉ số học sinh nữ là 9 phần 20. Tiếp tục, câu B, phân số chỉ số học sinh nam là 20 phần 40. 20 phần 40, chúng ta sẽ rút gọn thành phân số tối giản bằng cách lấy cả tử số và mẫu số cùng chia cho 20 chúng ta sẽ được phân số tối giản bằng với 20 phần 40 là 1 phần 2. Như vậy, phân số tối giản chỉ số học sinh nam là 1 phần 2. Cuối cùng, phân số tối giản chỉ số đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ là 23 phần 40. Như vậy, cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện xong bài tập có ở hoạt động thực tế. Và đây cũng là bài tập cuối cùng có trong bài học ngày hôm nay. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo nhé